Có lẽ tất cả những người hâm mộ Quỷ Đỏ đã run rẩy, hồi hộp và vỡ òa trong hạnh phúc sau khi chứng kiến các cầu thủ Manchester United giành chiến thắng trước Crystal Palace ở một trận đấu mà họ đã bị xử ép đến mức cùng cực. Tấm thẻ đỏ quá nặng của Casemiro và vô số pha bóng khó hiểu từ trọng tài Andre Mariner cuối cùng vẫn không thể ngăn thầy trò huấn luyện viên Erik Ten Hag đánh bại các vị khách tới từ London. Vâng, quý vị và các bạn hãy để lại bình luận tích cực phía dưới nhằm chúc mừng cho chiến thắng đầy vẻ vang và hiên ngang này của Manchester United trước khi cùng chúng tôi đến với chương trình bình luận sau trận đấu trên Random Football. Trước giờ bóng lăn, một thông tin gây chán nản cho người hâm mộ Quỷ Đỏ, đó là Anthony Martial không xuất hiện tại Old Trafford cùng với các đồng đội, khiến cho sự nghi ngờ về việc anh tiếp tục dính chấn thương đã xảy ra. Và quả đúng là tiền đạo người Pháp đã mất hút trong danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, Man United vẫn tung ra đội hình cực mạnh với sự trở lại của Casemiro sau án treo giò mà anh phải thi hành ở trận thua Arsenal. Về phía các vị khách Crystal Palace, huấn luyện viên Patrick Vieira không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Wilfried Zaha, nhưng cách chơi mà đại diện đến từ London thể hiện mỗi lần đụng độ Man United thực sự khiến cho nhiều khán giả chủ nhà lo lắng, đặc biệt là thống kê bất bại trong hai lần gần nhất đối đầu với Quỷ Đỏ. Bước vào trận đấu, sự lo lắng của người hâm mộ chủ nhà bỗng dưng tan biến khi mà các cầu thủ áo đỏ được hưởng quả phạt đền ngay phút thứ 7. Trên chấm 11m, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes không thiếu tự tin với bước nhảy chân sáo để hạ gục người gác đền Vicente Gaita. Tuy nhiên, Crystal Palace không nao núng sau tình huống phải nhận bàn thua sớm. Họ chủ động dàn đội hình và dù không tạo ra được cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu thứ nhất, thì các học trò của huấn luyện viên Patrick Vieira vẫn cho thấy họ có tiềm năng ghi bàn bất cứ lúc nào. Sau giờ nghỉ giải lao, tưởng chừng như trận đấu đã đóng hòm sau tình huống Marcus Rashford ghi bàn ở phút 62, thì căng thẳng của màn so tài chỉ thực sự được đẩy lên đỉnh điểm sau đó khoảng 5 phút. Trong một pha bóng bị đối phương phạm lỗi sát đường biên, tiền đạo Anthony đã không giữ được bình tĩnh và khiến cho nhiều cầu thủ hai bên lao vào ẩu đả, dẫn đến tấm thẻ đỏ dành cho Casemiro vì lỗi bóp cổ Will Hughes. Đây có vẻ là án phạt nặng đối với ngôi sao người Brazil vì rõ ràng là anh không có ý bạo lực nếu nhìn vào hình ảnh cuối cùng của pha va chạm. Nhưng trọng tài thì lại không nghĩ như thế. Thật khó hiểu khi ông Andre Mariner liên tiếp xử ép Man United ở các tình huống tranh chấp tay đôi. Thậm chí số phút bù giờ là 7, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên thì đồng hồ đã điểm đến phút thứ 9. Trong quãng thời gian chơi hơn người, Crystal Palace gỡ được một bàn nhờ công của Jeffrey Schlupp. Dù vậy, họ vẫn không thể có điểm trước một đội chủ nhà kiên cường, hiên ngang và đầy quả cảm trên sân Old Trafford. Chung cuộc, Man United giành thắng lợi quá kịch tính và tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League với 42 điểm sau 21 trận đã đấu. Về án phạt của Casemiro, theo như luật quy định thì anh sẽ phải nghỉ 3 trận liên tiếp, đó là 2 trận đối đầu với Leeds United và 1 trận gặp Leicester City đều ở Premier League. Tuy nhiên, vẫn có khả năng cựu ngôi sao của Real Madrid được thi đấu ngay lập tức trong trường hợp Man United kháng cáo thành công với lý do va chạm với Will Hughes không mang tính chất bạo lực. Và điều này thực tế thì từng có tiền lệ nhiều lần ở sân chơi cấp cao nhất xứ sương mù. Nhưng cũng có khả năng Casemiro sẽ bị cấm đến 4 trận nếu FA chứng minh được trọng tài không sai. Khi ấy Casemiro sẽ phải nghỉ thêm trận chung kết Carabao Cup. Và nếu như thế thì quả thực là thảm họa cho Manchester United. Cần lưu ý rằng ông Andre Mariner là thánh tạo điểm nhấn ở giải Ngoại hạng Anh. Cách đây gần 10 năm, vị trọng tài này từng đuổi nhầm người ở trận Chelsea thắng Arsenal 6 bàn không gỡ. Tình huống đó đến nay vẫn khiến cho khán giả bật cười mỗi lần nhắc lại. Và vì thế, nếu tự tin kháng cáo thì Man United có thể sẽ giúp Casemiro giảm nhẹ tội, thậm chí là vô tội nếu xem lại tình hình thực tế, khi hai cầu thủ này vẫn cười với nhau chứ không hề có tính chất bạo lực. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát biểu chớp nhoáng trên truyền thông. Huấn luyện viên Erik Ten Hag vô cùng phẫn nộ với tấm thẻ đỏ tai hại từ trọng tài. Ông nói, theo Sky Sports, ai cũng thấy Casemiro đã mắc lỗi. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với công tác trọng tài
khi họ tỏ ra thiếu nhất quán. Không chỉ trận đấu này mà còn trong trận đấu với Palace, đối phương thúc cùi trỏ với Martinez và sau đó là Eriksen bị Caro triệt hạ vào tuần trước. Rất nhiều cầu thủ khác đã vượt qua ranh giới, trong số đó có một số cầu thủ của Crystal Palace, nhưng VAR đã không can thiệp. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lý khi xuất hiện cảnh quay Jordan Ayew tát vào mặt Fred trong cuộc ẩu đả, khiến chúng tôi đang nghe chú đại bi ở Đông Lào mà còn nghe nó kêu như tiếng súng nổ. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng Quỷ Đỏ rất vui mừng với khả năng phục hồi của đội bóng để giành trọn 3 điểm, ông nói thêm. Đây là một đội bóng tuyệt vời, họ gắn bó với nhau và ở đó vì nhau. Bạn có thể thấy điều đó trong kết quả chung cuộc. Bàn thắng của Rashford là một pha lập công cực kỳ đồng đội và hoàn hảo đối với tôi. Nó được kết thúc bằng đường truyền của Luke Shaw và trước đó là Garnacho. Trong khi đó, hậu vệ Luke Shaw chia sẻ trên MUTV. Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng 3 điểm này rất lớn, đặc biệt là trong hoàn cảnh, trong 20 phút cuối, trận đấu thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi đã thể hiện bản lĩnh, sự kiên cường để giành chiến thắng. Tôi nghĩ toàn đội lấy nguồn năng lượng đó từ người hâm mộ. Họ đã rất tuyệt vời, và hôm nay thời điểm khó khăn, đặc biệt là với 10 người, chúng tôi nhận từ họ nhiều thứ. Chúng tôi chiến đấu đến cùng khi không muốn mất điểm, và điều đó đã trở thành sự thật. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có lẽ không ai xứng đáng hơn Bruno Fernandes. Trong một cuộc chiến mà Man United mất người, rõ ràng khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã giúp ích rất nhiều trong việc bảo toàn tỷ số. Ngoài ra, đội trưởng thường trực của Quỷ Đỏ cũng góp dấu giày vào bàn mở tỷ số từ rất sớm, qua đó đưa đội nhà đến chiến thắng tiếp theo trên sân Old Trafford. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, Antony gây tranh cãi lớn trong lòng người hâm mộ Quỷ Đỏ. Nếu đánh giá cầu thủ người Brazil bằng bàn thắng hay kiến tạo, thì rõ ràng anh là một kẻ bỏ đi trong thời điểm này. Nhưng nếu nhìn vào cấu trúc hệ thống tại Man United, chúng ta nên có một sự công bằng hơn dành cho Antony. Khả năng pressing liên tục, di chuyển rộng khắp và cá tính của ngôi sao sinh năm 2000 là điều mà đội chủ sân Old Trafford còn thiếu trong nhiều năm trở lại đây. Điều này là rõ ràng, không thể phủ nhận. Tuy nhiên, người ta vẫn nói là nhân vô thập toàn. Antony hiện nay lại mới chỉ ngoài đôi mươi và sai lầm thực sự là khó tránh khỏi. Đối với một cầu thủ trẻ thì sự nhiệt huyết đôi khi làm hại họ và thậm chí còn báo luôn cả tập thể. Nhưng nếu tích cực hơn, quý vị và các bạn nên nhìn vào những điểm tích cực của Antony. Và dẫu sao thì Man United vẫn đang làm tốt công việc trên sân cỏ. Phê bình Antony là đúng, nhưng chúng ta có lẽ không nên chỉ trích anh quá nặng nề. Thứ hai, Marcel Sabitzer có màn chào sân không tệ. Xuất hiện từ phút 81 với chỉ chưa đầy 20 phút thi đấu chào sân, Marcel Sabitzer vẫn để lại dấu ấn đậm nét. Đó là khả năng tranh chấp vượt trội. Thậm chí cầu thủ này còn tạo ra những tình huống xuyên phá ấn tượng bên phía trái, một điều mà Eriksen không bao giờ làm được. Điều này có nghĩa là góc nhìn của huấn luyện viên Erik ten Hag với bản hợp đồng từ Bayern Munich đang có dấu hiệu tích cực trong nửa sau mùa giải. Marcel Sabitzer chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình khi Casemiro vừa lãnh thẻ đỏ, Scott McTominay thì cũng chưa trở lại và Eriksen thì gần như sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Nếu hòa nhập nhanh, ngôi sao sinh năm 1994 có thể giúp ích nhiều cho Man United trong bối cảnh họ đang thiếu hụt lực lượng tương đối nghiêm trọng và lịch thi đấu thì quá khắc nghiệt với trung bình 3 ngày một trận. Thứ ba, tội nghiệp bé Alejandro Garnacho. Hôm nay, chàng trai trẻ người Argentina được vào sân từ phút 59, nhưng đã buộc phải ra ngoài khi trận đấu vẫn còn khá nhiều thời gian. Quyết định này của ban huấn luyện tuy tàn nhẫn, nhưng là hoàn toàn phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. Việc Casemiro dính thẻ đỏ đã khiến cho Man United rơi vào tình trạng chống đỡ liên hồi, và rõ ràng Garnacho nên rời sân để phục vụ tập thể, thay vì nghĩ tới cảm giác của cá nhân. Trong thời gian góp mặt, Garnacho vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ với tình huống tiền kiến tạo ở bàn nhân đôi tỷ số của Marcus Rashford. Nhưng như chúng tôi đã chia sẻ với quý khán giả rất nhiều lần trên Random Football, đó là chúng ta hãy nhìn vào cách mà Garnacho xử lý quả bóng, cách anh một đối một với đối phương, cách anh di chuyển và bắt tốc độ bên hành lang cánh. Đó mới là những giá trị lớn nhất mà cầu thủ này có thể mang lại cho Man United. Thứ tư, Man United đang chơi với tinh thần bất diệt. Vâng,
Hãy nhìn cách các cầu thủ thi đấu trong tình thế ngặt nghèo, quý vị và các bạn sẽ cảm thấy thương yêu họ nhiều hơn. Bất chấp bị xử ép và mất người, Man United vẫn thể hiện được tinh thần thép mà huấn luyện viên Erik ten Hag mong muốn. Bên cạnh đó, sự tử tế và phong thủy như chúng tôi từng nói cũng có thể là tác nhân giúp cho đội chủ nhà bảo toàn được tỷ số mong manh tại Old Trafford. Tinh thần bất diệt này thực sự không mấy khi được thể hiện sau thời Sir Alex Ferguson, kể cả là những trận lội ngược dòng kinh điển dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer cũng khó cho chúng ta cảm giác này. Do đó, hãy cổ vũ hết mình cho thầy trò ông Mười khó trong thời gian tới, khi mà lịch thi đấu tiếp tục làm khó cho họ. Họ xứng đáng nhận những lời tán thưởng từ các cổ động viên, và đây mới là thứ bóng đá tuyệt hảo mà người hâm mộ Quỷ Đỏ mong muốn chứng kiến. Thứ năm, cứ sai đi vì cuộc đời còn cho phép. Thực ra thì chúng tôi không quá lo ngại khi Casemiro bị treo giò trong thời gian tới. Vẫn biết rằng anh có thể được giảm án, nhưng ngay cả khi phải thi hành đủ 3 trận, thì Man United có lẽ vẫn biết cách vượt qua khó khăn trước khi bước vào hai lượt trận phải thể hiện hết năng lực trước Barcelona ở Europa League. Điều này gián tiếp giúp tiền vệ người Brazil dưỡng sức và có tâm lý cũng như thể trạng tốt nhất cho màn tái ngộ cựu thù ở Tây Ban Nha. Casemiro rõ ràng chẳng lạ gì Barcelona và anh sẽ là nhân tố chủ chốt cho mục tiêu hạ gục đội bóng đang dẫn đầu giải La Liga ở vào thời điểm hiện tại. Vì thế, chung quy lại thì thẻ đỏ mà Casemiro phải nhận nhìn thì có vẻ là tai hại, nhưng biết đâu đó sẽ là điềm báo chẳng lành cho Barcelona với hàng tiền vệ thừa kỹ thuật nhưng thiếu sức mạnh trong những năm gần đây. Ngoài ra, chúng tôi nghĩ rằng Man United đang có quyền sai vào lúc này, khi khoảng cách ngoài top 4 vẫn tương đối an toàn và công đoạn chuyển giao sẽ luôn có những khó khăn nhất định. Việc Casemiro và Eriksen phải ngồi ngoài cũng sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag linh hoạt hơn trong việc xoay tua đội hình. Từ đó, nếu sau này Man United thiếu nhân sự, thì họ cũng tự biết cách phản ứng. Cuối cùng, một lần nữa, chúng tôi, những người làm chương trình, rất mong người hâm mộ Quỷ Đỏ hãy cổ vũ nồng nhiệt hơn nữa cho các cầu thủ Man United. Không có thời gian để than vãn, vì cứ 3 ngày chúng ta lại được chứng kiến họ thi đấu. Đây là niềm vui cũng như đặc ân cho những người yêu bóng đá chân chính. Than trách vào lúc này không giúp ích gì. Thế nên tại sao chúng ta không cổ vũ hết mình và chung vui cùng với Man United khi họ giành chiến thắng? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.